OK, kính chào toàn thể anh em trở lại với kênh của Sơn Loa Audio. Kênh trên kênh Sơn Loa này anh em nhớ đăng ký và theo dõi. Đó là chia sẻ những video về sửa chữa. Cho nên là anh em thấy hay thì hoặc là thích uh, giải trí xem cho vui gì. Đầu tiên anh em cứ để lại một like để tạo động lực tăng tương tác cho 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 Sơn cho, cho Loa. Cái riêng kênh này là kênh chuyên về đăng về các cái đồ độ chế sửa chữa. Đây. Để phân tích mạch cho anh em qua một tí Đây là mạch của một con CD V6 Chính xác là con V6 là con mạch con này Con này là cả cái đời V3, đời trước Bây giờ Hiện giờ ấy có một cái rất hay đó là hiện giờ nó sử dụng một con IC Con IC này anh em này Trên con IC của con main này Trên con main này Thì bây giờ em đã nâng cấp Đây là em một clip em chia sẻ Nhưng cũng đồng thời là một clip để mình nghịch thôi Mình nghịch thôi Đây là mình nhiều đầu Mình rất nhiều đầu độ chế Mình nhiều đầu cho nên mình làm Mình làm để mình trải nghiệm chứ còn bình thường thì em cũng không khuyến cáo anh em nhổ nhổ linh kiện ra để để để, để thay thế nâng cấp làm gì bởi vì tất cả cái phần chính của nó đều đều qua con công suất này con ic này thì hiện giờ trên con tên tay em mà là, làm là cái main này đang sử dụng một con ic đời họ của nó là tda đây con ic này thì à, em đọc con mã con IC này cho các bác nha để em xem nào. Con này là TDA bao nhiêu? Nhìn mờ quá. Đây. TDA 756 bát 75638 đi. 7563 b 7563B. TDA 7563B được thay thế nâng cấp lên một con TDA một con TDA 7388 a 7388A Anh em nhé 7388A Con này được nâng cấp lên con này Anh em nhìn con bên nó rất là nhỏ gọn nhé So với con bên này To hơn Đấy. Con này trước vì đi con diode này em cũng xử lý rồi Nhưng mà thôi đây là cả cái linh kiện và đây là để đổ chế thôi Nhưng mà đây hôm nay clip này quay cho anh em Thực ra anh em có thể dùng kho để thay thế các linh kiện Hoặc là dùng kho để nhổ các linh kiện ra Nhưng đây là vì em làm theo kiểu độ chế Cho nên em sẽ câu bằng chân Em câu chân thế này Đủ 27 chân hai dãy 27 chân em câu để em, em 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 em, câu để em thử nghiệm Đấy, câu để thử nghiệm anh em nhá sau khi mình hàn mình hàn các chân này vào nhau và mình cho con bên này nó chạy để dùng con IC công suất này xem âm thanh có hay hơn không Đấy. anh em nhìn là biết này con men này con men đời cao nó còn tất cả các chân cẳng nó đầy đủ nó phun phụt phụt nhá anh em nhá đó con bên đời thấp hơn ngày xưa này chân để chờ để trống này đó anh em chia sẻ cho anh em hết mức rồi đấy còn rất nhiều cái cần chia sẻ nữa chứ mà clip nó hơi dài dòng anh em nào đam mê cùng chỉ hướng đam mê thì em chia sẻ đấy nôm na là như vậy nôm na là công việc của hôm nay đó là thay con đi xe này thay con đi xe công xuân này bằng một con IC khác tương tự đủ số chân 27 chân nhưng mà giải dùng, dùng con IC khác anh em nhé mã khác một con là TDA em lúc này em đọc rồi một con là TDA 7388A và một con là con này nó hơi mờ cho nên em phải đọc lại là TDA 7563B 7563B ok anh em nhá đấy nói chung là khi mà đam mê độ chế thì anh em có thể hàn xì rồi anh em tự nghịch để trải nghiệm thôi còn thực ra anh em nào không về chuyên về mảng này không không có đồ nghề thì cũng không khuyến cáo anh em chỉ yếu là làm xem clip cho nó vui đấy còn những cái đầu nguyên bản này thì em cũng không bao giờ em mổ mổ xẻ để 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 em 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 em, em phải để nguyên zin của hãng rồi à, còn những cái sản phẩm em chơi riêng thì em có những cái cách chơi riêng của em anh em nhá đấy ạ dưới chân em rất nhiều đấy chia sẻ cùng anh em cho vui thôi anh em thấy hay chị cho em xin một like một chia sẻ nha xin cảm ơn